phát động giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam năm 2022. World Cup 2022 có công nghệ bắt Việt vị mới. Số hóa thông tin di tích lưu giữ giá trị nghìn năm. Mẹo nhỏ giải phóng dung lượng Gmail bị đầy. Kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong chương trình Cuộc sống số ngày hôm nay. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của VNPT Nghệ An. Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát động giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam năm 2022. Đây là giải thưởng được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xét và trao tặng hàng năm cho các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc. Giải thưởng năm nay sẽ được trao theo 4 hạng mục bám sát vào 3 trụ cột thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam, bao gồm sản phẩm số xuất sắc cho chính phủ số, sản phẩm số xuất sắc cho kinh tế số, sản phẩm số xuất sắc cho xã hội số, sản phẩm số tiềm năng. Các sản phẩm được tôn vinh phải thỏa mãn hai nhóm tiêu chí chính, đó là thiết kế sáng tạo tại Việt Nam và tác động ảnh hưởng tới phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, Việt Nam đã bắt đầu triển khai cấp mẫu hộ chiếu phổ thông mới cho công dân. Do vậy, lượng người đi cấp, đổi hộ chiếu theo mẫu mới đã tăng cao đột biến tại các địa phương. Hiện nay, trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã có dịch vụ cấp đổi hộ chiếu online mức độ 3 và mức độ 4, giúp người dân giảm thời gian và công sức đi lại. Với dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, người dân có thể tải tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn, sau đó khai thông tin tại nhà rồi đến cơ quan xuất nhập cảnh để nộp hồ sơ. Với dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, người dân có thể lên mạng để đăng ký cấp hộ chiếu, chụp ảnh, nộp lệ phí và nhận hộ chiếu tại nhà qua đường bưu chính. Đối tượng áp dụng thủ tục làm hộ chiếu online là công dân Việt Nam có căn cước công dân gắn chip hoặc căn cước công dân 12 số còn giá trị. Đầu tháng 7 vừa qua, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thông báo công nghệ Việt vị bán tự động sẽ được sử dụng tại World Cup 2022 vào cuối năm nay tại Qatar. Công nghệ này sẽ được áp dụng để hỗ trợ tổ trọng tài xác định các tình huống Việt vị tại các trận đấu của giải. Thưa quý vị và các bạn, để lưu giữ và nghiên cứu giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh, những năm gần đây, công tác số hóa thông tin di tích đang tích cực được đẩy mạnh. Cho đến nay, chúng ta đã có một sa tài di tích được số hóa, lưu giữ, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu, bảo tồn, phục chế lại các di tích hiện vật về sau này. Đền Đức Sơn tại thị trấn Nam Đàn là một ngôi đền cổ có từ hàng trăm năm trước. Tại đền còn lưu giữ hệ thống hơn 100 bản mộc bản chữ Hán và 6 sắc phong. Theo thời gian, các bản mộc bản đã nứt nẻ, sắc phong đã rách, hỏng một phần. Nhưng điều đáng mừng là các mộc bản chữ Hán và sắc phong đều đã được số hóa, lưu giữ trong hệ thống phần mềm của Ban Quản lý Di tích tỉnh Nghệ An. Qua cái việc số hóa thì cũng giúp cho chúng tôi nắm được một số cái nội dung cơ bản trong các tài liệu. Thì tài liệu này được lưu giữ tại các cái cơ quan chuyên môn hoặc là ở Ban Quản lý Di tích Nghệ An. Sau này chúng tôi cần phục chế hoặc sao chép thì cũng có thuận lợi nhiều hơn. Công tác số hóa hệ thống các tài liệu Hán Nôm tại các di tích trên địa bàn tỉnh được triển khai từ năm 2015. Trải qua hơn 6 năm, Ban Quản lý Di tích Nghệ An đã số hóa được lượng tài liệu Hán Nôm lớn tại 16 huyện, thành phố, thị xã với 231 xã phường, thị trấn, 473 dòng họ, đền, chùa, miếu. Các file tài liệu này được lưu trữ trong hệ thống Thư viện số quốc gia và hệ thống phần mềm của Ban Quản lý Di tích tỉnh. Trong cái hệ thống tư liệu, các cái thông tin của các cái hệ thống tư liệu đó thì nó có những cái thông tin rất là quý giá mà nếu như mất đi rồi thì chúng ta sẽ không có cái cơ hội để mà tìm lại được nữa. Cái việc số hóa nó rất là có giá trị về cho chính những cái người làm chuyên môn cũng như là chính dòng họ với địa phương nơi lưu giữ cái tài liệu quý giá đó. Thưa quý vị và các bạn, hơn 70.000 trang tài liệu Hán Nôm được số hóa và lưu trữ tại đây.
Và nếu như ai đó có nhu cầu tra cứu thì chỉ cần một vài thao tác đơn giản trên máy tính thì đã có thể truy cập được vào lượng lớn các tư liệu có giá trị này. Và nếu như việc số hóa tài liệu Hán Nôm chỉ dành cho các chuyên gia hay các nhà nghiên cứu, thì với du khách hay những người ưa thích trải nghiệm cũng như khám phá lịch sử Nghệ An thì còn có một cách khác hữu ích rất nhiều. Di tích quốc gia đặc biệt, khu lưu niệm Phan Bội Châu mặc dù nằm tại thị trấn Nam Đàn nhưng vị trí cách xa quốc lộ 46. Do đó, lượng du khách và người dân đến đây chưa nhiều. Năm 2021, khu lưu niệm được tích hợp vào bản đồ di tích của tỉnh, giúp cho người dân và du khách xem thông tin về di tích, dẫn đường tới di tích theo bản đồ Google Maps. Việc xây dựng bản đồ di tích sẽ giúp cho du khách trong cái việc tìm kiếm vị trí địa lý một cách thuận lợi hơn. Và trong thời gian tới thì tổ quản lý di tích cũng mong nhận được sự nhiều quan tâm của cả cấp để sau khi xây dựng bản đồ di tích thì sẽ xây dựng bản đồ tham quan di tích trực tuyến đối với khu di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Phan Bội Châu, góp phần tuyên truyền phát huy giá trị của di tích đến với đông đảo du khách. Song song với việc số hóa các tài liệu Hán Nôm, hiện Ban Quản lý Di tích tỉnh cũng đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu di tích, đã và đang số hóa tư liệu, tài liệu cho toàn bộ các di tích. Bước đầu xây dựng bản đồ di tích trên địa bàn tỉnh Nghệ An, xác định tọa độ GPS, cập nhật đường đi và thông tin khái quát về di tích đối với 21 di tích trọng điểm. Thì trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt số hóa các tài liệu về di tích, tăng cường bổ sung các cái tư liệu, tài liệu có giá trị để thực hiện số hóa, cải tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị đảm bảo đồng bộ, hiện đại, để từng bước đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, kết nối hệ thống với các đơn vị, doanh nghiệp, người dùng để di sản được quảng bá rộng rãi hơn. Đồng thời chúng tôi cũng mong muốn được đầu tư nguồn kinh phí thường xuyên và đảm bảo để xây dựng, vận hành hệ thống lưu trữ số thường xuyên. Nghệ An hiện có 2.602 di tích, trong đó có 471 di tích đã được xếp hạng. Tuy nhiên với địa bàn rộng, hệ thống di tích phân bố rải rác, lại thường xuyên chịu tác động của khí hậu và nhiều biến thiên của lịch sử, nên việc quản lý, bảo tồn di tích rất khó khăn. Do vậy, công nghệ kỹ thuật số đang được coi là cánh tay đắc lực trong vấn đề lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, di sản. Với chi phí thấp hơn và độ phổ biến cao hơn, giúp cho chúng ta lưu giữ lại toàn bộ các giá trị lịch sử, văn hóa bền vững cho nhiều đời sau. Quý vị và các bạn thân mến, công nghệ đang làm thay đổi cuộc sống của chúng ta hàng ngày và công nghệ cũng góp phần làm thay đổi số phận của các di tích văn hóa lịch sử từ hàng trăm năm trước. Việc ứng dụng công nghệ vào việc bảo tồn cũng như phát huy các giá trị lịch sử cũng chính là cây cầu để kết nối các thế hệ trong việc gìn giữ các giá trị của cha ông. Thưa quý vị, hầu như ai trong chúng ta cũng có một tài khoản Gmail. Tuy nhiên với dung lượng 15GB miễn phí thì nếu dùng một thời gian, bạn sẽ được báo là dung lượng sắp hết. Dọn dẹp Gmail như thế nào để giải phóng bộ nhớ? Mời quý vị cùng xem một số mẹo nhỏ sau đây. Trước tiên, hãy kiểm tra Google Drive và Google Photo. Nếu không có gì nặng thì chúng ta chuyển sang dọn dẹp các email trong Gmail. Bạn nhớ kiểm tra và xóa các thư trong những mục không cần thiết như spam, các email quảng cáo, thông báo mạng xã hội, thùng rác. Nếu dung lượng vẫn còn rất ít thì hãy sử dụng các mẹo lọc email sau đây. Bạn chỉ cần gõ vào ô tìm kiếm theo cú pháp size 2 chấm kích thước mail cần lọc. Ví dụ, nếu bạn muốn tìm các email có kích thước 5 MB thì sẽ gõ size 2 chấm 5 MB. Gmail sẽ hiển thị các email có kích thước 5 MB. Bạn chỉ cần xóa các email không cần thiết, rất đơn giản. Để lọc ra các email có chứa tập tin đính kèm thì bạn sử dụng cú pháp hash 2.exchange. Gmail sẽ hiển thị các email có tập tin đính kèm. Để lọc ra các email đã tồn tại lâu, bạn sử dụng cú pháp autogen 2. Thời gian. Ví dụ muốn lọc các email đã tồn tại quá 1 năm, bạn gõ
audasan2.onezia. Nếu muốn lọc các email đã tồn tại quá một tháng, bạn gõ audasan2.onemonth. Nếu muốn lọc các email đã tồn tại quá một tuần, bạn hãy gõ audasan2.onewake. Lúc này, bạn chỉ cần chọn email cần xóa để giải phóng bộ nhớ. Giải phóng dung lượng Gmail thật đơn giản phải không thưa quý vị? Và những mẹo nhỏ vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cuộc sống số ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn VNPT Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.